được rồi, bây giờ là cái đây. Đây thành quả của mình đây. Hộp. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, mình sẽ không lắp tennis được. Biết như thế thôi. Nhà lại có khách. Ôi, chú ơi, ra chú ơi. Ok, được chưa? Ok rồi. Ok, giờ là em đềm với các bạn ạ. Cái gì đây? Đây, trời ơi, lâu. Mở test mọi người. Thật thì lâu không qua. Ây ạ. Biết. Đây là kim. Đầu quá. Kinh nghiệm bao lâu nhiều năm. Thôi xuống hết rồi, xuống đây. Dùng hết đi, ok, xuống đây vứt đi. Giấy vứt hết. Xong. Rồi, bây giờ lắp cái gì? Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái này.